là hấp hành gừng đúng không? Cái này là con này là nướng phô mai. Nướng phô mai đúng không? À. Đúng rồi. Hấp hành gừng là Alaska. Đúng rồi. Trời ơi, đặc quá trời. Đúng rồi. Nhìn đã quá. Món này là món thì gọi này, món ốc hương khổng lồ hấp xả này. Mình chờ lên hết món rồi quay một lần các bạn tham khảo luôn á. Xem mấy bạn đầu bếp lắc đảo. Rồi, mến chào tất cả quý các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Gia Đình Kiên ha. Hôm nay giới thiệu Gia Đình Kiên là đúng có Gia Đình Kiên này, thiếu mỗi bé Tuệ Minh nữa. Hôm nay được mẹ Nga với lại anh Chí Minh đi khai trương quán mới chi nhánh 2 của anh Chen các bạn ạ. Hôm bữa anh Chen khai trương thì gia đình mình, hôm bữa mình đi Gia Lai nên là không có tham gia khai trương được. Hôm nay thì cũng trễ rồi, thì mình anh Chen cũng nhắn mình nên là mình sắp xếp hôm nay là tối thứ bảy nên là hai vợ chồng Kiên mới qua đây được. Nói chung là anh Chen anh báo là khai trương chi nhánh 2. Chào cô chú, chào cô chú. Dạ dạ. Đây hôm nay đưa anh Chí Minh đi làm MC ba này. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vô quán anh Chen nhá, tham quan cái quán mới của anh Chen các bạn nhá. Hôm bữa anh Kiên anh Chen anh báo là khai trương chi nhánh mới thì mình cũng bất ngờ luôn các bạn. Đó. Tại vì chi nhánh cũ bên kia thì Kiên cũng đang rất là nhiều rồi và mình cũng chưa nghe anh nói là có ý định mở quán, nhưng mà đùng cái anh báo là khai trương chi nhánh mới cũng hơi bất ngờ. Đó, nên là hôm nay quay chia sẻ cái địa điểm thứ hai này cũng như là giới thiệu với quý các bạn địa điểm này nhá. Các bạn mà ở gần khu vực bên đường Nguyễn Sơn này á thì cứ đi qua đây nó gần hơn là bên Tân Sơn Nhì nhá. Hai ông chủ đây các bạn. Hello anh. Nhiều. Hôm bữa khai trương á là em đang ở ngoài Gia Lai. Đúng rồi. Nếu mà bữa đó mà em đến á thì cũng đầy đủ anh em hết. Ha. Thì bữa nay thì em về trễ thì em chơi với anh thôi. Đúng rồi, về trễ thì mình chơi trễ. Hôm bữa là đúng ngày khai trương của anh Ken là mình đang ở Gia Lai đó nên là về không kịp. Nên là hôm nay thì hai vợ chồng mới sắp xếp qua được. Còn anh chi nhánh hôm nay thì nói chung là anh em nghe anh thông báo mở chi nhánh mới em bất ngờ luôn đó. Đúng rồi, anh cũng không có nói trước với một đứa em nào luôn. Thậm chí trong gia đình anh còn không biết mà. Thì khi anh làm cái anh setup trong vòng 10 ngày. Nói chung tất cả nó đến cũng là duyên thôi, nhưng mà anh nghĩ là đến một cái thời điểm thì anh phải làm chứ. Nhưng mà chi nhánh cũ đang tốt đang vậy mình không tập trung tại sao mình lại mở thêm bên này? Tại hiện tại khách của mình cũng có nhiều người ta cũng xa nên ta nói là nên mở để người ta đi nó thuận tiện hơn á. Chứ không lẽ mỗi lần ăn nó đi xa quá. Bây giờ anh mở bên Thủ Đức em cái đi, em đi nãy giờ đi xa quá. Cũng có một cái dự định, anh có một thằng em ở bên đó, nó đóng 50 bộ bàn ghế rồi. Nên nếu mà theo như quy trình á thì nó sẽ mở một cái quán đó để ngồi xuống để coi làm như thế nào. Thì nó là Thủ Đức rồi anh. Thủ Đức rồi hả? Nó là ngay quận 2, ngay quận 2. Đường Trần Não á. Trần Não hả? Em ruột anh á, thằng em Út á. Thì nó cũng đang hứng thú về làm việc đó, nhưng mà khi mà mình làm một cái gì đó thì mình phải suy nghĩ thật kỹ để mà mình làm và mình phục vụ cho ai, rồi mình làm cái việc đó nó có ok với mọi người hay không, đam mê không à? hay là chỉ làm cho nó vui rồi chết luôn. Anh giới thiệu một chút về cái chi nhánh 2 của mình đi ha. Thì ở đây á, là anh thích nhất là cái tuyến đường, nó là trục đường chính là của Nguyễn Sơn, ngay mặt tiền Nguyễn Sơn ha. Ví dụ như từ Tân Phú mình á, đường Tây Sơn Nhì nó là đường điểm, đường Nguyễn Sơn cũng là một cái đường điểm, đường trọng tâm, nó có nhiều người ra vô thì mình bán hàng mà thì được nhiều người qua lại thì nó sẽ dễ bán hơn là cái tuyến đường mà ít người. Và anh cũng may mắn là anh cũng có được những đứa em như em nè, Dũng Diễm nè, hay là anh Hải Sabatiwi rồi đó, thì cũng đồng hành, cũng giúp anh được đưa tới mọi người biết là anh bán những cái thứ gì. Thì nó may mắn thì được quen những anh em bên YouTube truyền thông. Rồi được những người khách người ta yêu quý, người ta mua những hàng của anh thường xuyên á, nên anh mới được duy trì tới ngày hôm nay, chứ không thôi là cũng xong rồi. Tính từ cái ngày anh mở quán mà cái lúc em quay đầu tiên đến giờ là bao lâu rồi nhỉ? Khoảng 5 năm. 5 năm rồi ha? 5 năm, 2019.
cái hành trình 5 năm thấy là cũng em thấy là trải qua rất là nhiều cái khó khăn. Bây giờ mình chi nhánh 2 là em thấy là đã vượt qua được hết rồi ha. Giống như là một cái công việc vậy, nếu mà em mà làm việc với cái công việc đó mà làm một cách đơn giản xì xòn hay là mình nghĩ làm cho vui thôi thì em nghĩ nó sẽ không đi tới đâu hết. Thì khi mà anh đã vượt qua được cái áp lực mà có những lúc là nó cũng căng thẳng luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà em đã vượt qua hết rồi thì em thấy mọi cái nó đổ vô, em buông bỏ được á, chấp nhận. Thí dụ lỗ bao nhiêu đó, ok. Nhưng mà em chấp nhận được thì em mới đứng lên em làm. Chứ còn nếu mà không chấp nhận là mình không có làm được. Ngày xưa nói chung là cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, nên là giờ em chúc mừng anh đã mở chi nhánh 2. Mong là chi nhánh 2 cũng sẽ thành công như chi nhánh 1 và tiếp tục sang chi nhánh 3 ha. Bây giờ anh em mình giới thiệu một chút xíu về hải sản ở đây ha. Hải sản ở đây là nó có khác gì so với chi nhánh 1 không anh? Hình như là bê hết tất cả những cái thứ gì bên đó thì nó qua bên đây. Thí dụ như là cái hàng của mình bây giờ là món là Bachelor của mình á, là món tôm càng 32k. Hồi xưa tới giờ nó vẫn là một cái món mà Bachelor á. Em đưa cho anh nó gọi điện thoại cái kìa. Mình coi ai gọi thì nghe máy. 32k vẫn là cái món đặc gọi là món kiểu là Bachelor xưa giờ của mình mà món truyền thống đúng không? Đúng rồi, là cái món đó với món tôm hùm. Cái tôm hùm thì tôm hùm xanh 70k, bây giờ thì nó không còn hàng nữa. Thì bây giờ anh đổi anh bán tôm hùm bông thì 80k. 80k. Rồi cái này tôm hùm này, hùm Nam Úc thì cũng là 80k luôn. Cho anh người ta dễ lựa chọn. Còn ở trên đây là cái này là hàng gì đây? Đây là hàng mới ngợp với em. Hàng ngợp. Tôm cá luôn. Tôm cá. Cái này. Trong đây thì kinh ráp. Kinh ráp. Cái này là sống á. Sống đó, không? Sống. Đó. Này kinh ráp sống. Do là cái hồ mình ở đây á, độ lạnh nó không đáp ứng được cho cái loại kinh ráp này. Cái độ lạnh của con này nó sâu quá. Cái độ lạnh nó sâu quá nên thành thử ra là anh sẽ để trong thùng. Để em thùng để bán, chứ còn mà để trong kia là không đủ đồ lạnh nó sẽ chết. Do là mùa này kinh ráp xanh đó, nó yếu hơn cái kinh ráp đỏ nên không có nuôi được trong hồ, thì lúc nào anh cũng có để phục vụ cho bà con mình hết á. Ở đây thời gian bán sao anh? Thời gian cũng như bên kia, 3 giờ chiều tới sau 24 giờ. Hôm nay là hải sản này có đầy đủ không? Nó cũng gần như là đầy đủ hết em. Ví dụ như là hào nè, bào ngư nè, cái này là bào ngư này, là bào ngư này là người ta gấp đông bên hàng á, chứ không phải là gấp đông bên đây nha, không phải bào ngư ngợp. Bào ngư sống thì quảng trong hồ. Ví dụ bào ngư này gấp đông bên đây thì anh bán 50.000 con là chế biến miễn phí. Ví dụ hào này thì 35.000 một con là mình nước phô mai hay gì đó. Nhum này là 50.000 một con. Cái này là cái con này là anh mới vừa nghiên cứu ra và anh thấy nó ok, anh ăn cũng nhiều á. Con ốc Chanel của Nam Mỹ. Ốc Chanel. Một con ngon lắm em, nếu mà so với mấy con ốc kia là anh thấy nó ngon hơn, thịt nhiều hơn. 50.000 một con. 50.000 một con. Cái này rẻ chứ, 50.000 là rẻ. Một chút xíu anh sẽ làm cho em để em thử luôn. Ốc Chanel á, ốc Chanel Mỹ á. Còn em á là anh đã chuẩn bị cho em một cái bàn thì một con cá mú hấp Hồng Kông, một con tôm Alaska nướng, một con tôm Alaska là xào hành rừng và một con tôm hùm nước phô mai. Bây giờ thêm một mớ ốc rồi, em sẽ muốn thêm một cái gì đó thì em cứ này, lấy cái món này lâu lâu em ăn kèm. Em thích này đúng không? Vậy thì mình lấy ốc hương này, em thích hấp xả hay là nước? Hấp xả đi. Rồi, ok em. Đây, cái này là của em đây. Chuẩn bị trước cho chuẩn bị trước. Tại vì mấy này là hấp lâu á. Hấp lâu. Đây, nướng bằng ốc chà neo luôn. Đây. Tôm Alaska một con. Tôm hùm. Hiện bây giờ á là tôm hùm sống á thì là 1.3 triệu một ký. Còn hùm Alaska thì 1.3 triệu, 1.4 triệu, 1.2 triệu, nó dao động theo các series. Còn kinh ráp á, hiện tại bây giờ anh đang bán là 2.2 triệu một ký. Là sống nha, còn ngọt là anh bán 1.2 triệu. Nhưng mà hàng 2.2 triệu một ký. Hàng là tất cả là đều bao ăn hết. Còn như đây là yên tâm về chất lượng rồi. Còn như mấy cái này á, là nhiều khi nhiều ta tưởng anh để đây là đồ chết á, nhưng không phải đâu. Riêng ốc á là không có chết. Ốc chết là không có ăn được, nó sẽ hôi liền. Đó. Thì mình sẽ hấp một phần mà mình để lên để mà làm cho nó nhanh. Cái mềm này là sao? Cái này là trưng bày á mà. Từng bán combo. Cái này là ốc mỡ, cái này bán phần. Ốc bu vậy. Một phần này là 150. Ốc bu này anh bán một phần là một là bao nhiêu chị? 100. Càng rẻ. Okay.
Căn ghẻ này là 70 hả? 70 một. Nó còn cái này nhiêu một phần là 100. Sò huyết. Ừ, sò huyết này là hiện tại là 450. Ừ. 450 một. Đúng rồi, còn mà lớn hơn nữa thì 500, 550 tùy theo series. Bây giờ anh em mình vô cái hồ đi ha. Ok. Giới thiệu một chút về cái hồ này ha. À, cái hồ này thì ở trên là ốc dò voi. À, ốc dò voi nè, à, làm hiện tại là anh đang bán là 900 một ký. Bao chỉ biết. Ở này là cua nâu, 800 một ký. À, tôm hùm Nam Úc thì là cũng 1 triệu. Lấy ra luôn cho mọi người xem. Rồi. Được chứ. Lấy ra luôn. À, chiều cao giới hạn quá. À, đây các bạn nhờ anh đứng lấy ra luôn các bạn xem luôn này. Tôm à, cua này là cua nâu. Cua này là cắt rất nhiều á. Cua nâu y. Con này là bao nhiêu ký nhỉ? Cái này 800 em. Nó cũng ký. Như cua Cà Mau thôi. À. Ừ. Cũng như cua Cà Mau thôi. Đúng rồi. À. À, tôm Alaska thì ở đây mình bán được xíu rồi. Ừ. À, đây, cái series lớn nhỏ. Ví dụ như lớn thì giá tiền nó hơn một chút nhỏ. Nhưng mà nó mắc là 1,4 triệu hiện tại bây giờ anh đang bán. Đồ thì đồng hồ đây là bào ngư. Bào ngư là đại series, nó là 10 con, 12 con một ký. Thì anh đang bán là 100 ngàn một con. À, 100 ngàn con, giá ok á. Còn cái này là sam biển. À, sam này nhiều người ăn lắm nha. Là anh chế biến ngon lành là một con 130. Này là cua. Dạo này hàng nó có lên giá như không anh? Nó có tăng không? Hiện tại hàng đang cao quá, hàng cao. Như cua đang cao, rất là cao. Cua mà Y7 vậy nè. Cua này con size Y7 luôn hả? Gần ký á. To nhất à? Anh bán 800. 800. Thật sự ra bán cua thì lợi nhuận thấp lắm. Nhưng mà rủi ro cao. Giao là nó ngọt nhiều á. À, anh lấy một hồ luôn mà giờ anh bán chưa được nửa hồ nữa là nó ngọt hết 1/3. Ờ, nó là hao hụt nhiều ha? Nhiều. Cái hồ cũng dễ vậy, nó cũng ngọt vậy là mình đem ra bán ngọt nè. Ờ. Nó giờ nhúc nhích vậy là con này chắc nó sống được tới ngày mai à. Nó cũng hao hụt nhiều. Thật sự ra bán cái mấy cái này là giống như là quán mình là bắt buộc phải có bán, nhưng có nhiều khi là lợi nhuận nó rất là thấp tại vì rủi ro của nó nhiều á. Cá đỏ đang cũng nhiều á, anh cũng linh động về cá. Ví dụ cá mú nè, cá trình nè, hay là cá tầm, cá bớt rồi đó. Hôm nay là mình cũng đa dạng món ha. Đúng rồi, ghẹ, cua, ghẹ, tôm rồi đầy đủ hết. Ví dụ như là khách ăn hàng gấp đông có hàng gấp đông, hàng sống có hàng sống, hàng ngập có hàng ngập. Mọi thứ là nó đều có cái giá nó khác nhau. Nhưng mà tất cả cái gì cũng là hàng bao, chất lượng sản phẩm. Cái mặt bằng bên này thì ngồi được bao nhiêu người anh? À, nếu mà đưa ngoài dưới hè luôn thì nếu ngồi chắc khoảng 70 người. 70 người. Ừ. Trên lầu có không? Hả? Trên lầu có không? Trên lầu thì chưa có, nếu mà may mắn lấy được cái căn bên đây thì sẽ có trên lầu vậy, có không gian dưới. Nó giống như bên kia. À, hồi trước thì mình cũng giải vòng như sau này cũng được vô nhà. Cái gì cũng phải từ từ ghê. Không, em thấy là chi nhánh 2 như vậy là cũng đẹp rồi. Nói chung là rất là đẹp rồi đó. À, tất cả là bếp núc rồi thì phải làm theo anh hết. À. Nói chung là làm chỉnh chu. Mình lấy những cái gì mà bên kia mình dấp ngã đó thì mình sẽ đem qua bên đây cho nó chỉnh chu như thế này, rút kinh nghiệm. Chị nhảy bên kia là chị đang đứng đúng không? Không, anh đứng luôn. Anh đứng giống luôn. Như là anh chạy qua chạy lại. Ví dụ lát mà có khách gọi thì anh phải chạy như vậy. À. Nó cũng gần, nó có 2 cái máy số. Thế là bên kia anh quy trình có là anh quản lý, giao cho quản lý hết rồi đúng không? À, chị là chỉ coi trong coi ngoài. Còn về lượng khách hứa hay hàng quá là anh là người kiểm hết, tại vì anh không có muốn là anh giao một cái sản phẩm lỗi cho khách anh. Có một cái đơn hàng lớn chút xíu. Rồi anh làm đi, em đi tham quan một vòng nhá. Đây bạn, đây là những cái hình ảnh mà anh Chen anh đã gọi chụp lại, đăng gọi là cho lên cái băng rôn này đó. Ngày xưa có hình mình nữa các bạn nhá, có hình mình. Của em nhiều lắm á. Đó, hình của em ạ. Đó. Là bên này nữa là ngoài trước nữa. Nói chung là mình là người là quay cái đúng lúc rồi, anh Chen mở là quay đầu tiên đúng không ạ? Quay đầu tiên lúc anh mới bán tôm hùm, mới bán tôm càng xanh. Quay một cái là lúc đó là anh nổi luôn, xếp hàng luôn. Đó, nói chung là anh để rất là nhiều hình ảnh của mình và các YouTuber nổi tiếng. Đó. Đây. Đó, cái
clip để số điện thoại của anh vô. Dạ. Ở đây là có ghe Trò Mai, Âu Khương ở đây này, Âu Khương nhìn đá ghê này. Đây sò huyết cồ mà. Sò huyết cồ. Sò huyết này là có mười mấy con một ký thôi, 17. Cái này là 400 ngàn ký nhỉ? Đúng rồi. 400 ngàn ký sò huyết cồ ạ, rất là bự. Con nào nấy ăn đáng ăn tiền bát gạo luôn. Rồi giờ mình đi ra nhờ anh làm cho gia đình mình nhá. Bây giờ mình sẽ quay một số hình ảnh chế biến gửi đến các bạn nhá. Món này là món mình gọi này, món ốc hương khổng lồ hấp xả này. Nói chung là ở Sài Gòn tìm ốc hương khổng lồ mà to như chỗ anh Jen này rất là hiếm các bạn. Có nhưng mà trong nhà hàng mắc lắm. Đến đây thì giá cả hợp lý và mình thấy là nó phù hợp túi tiền mình hơn này. Đó, ốc hương rất là bự các bạn. Con nó phải một lạng hơn lạng. Ồ, con hàu nhìn đá này. Hàu to ghê luôn. Hàu này béo hả? Hàu béo lắm em. Tại vì ở đây là anh lấy loại một á. À, hàu hả? Hàu này sẽ đi 3 con ký. 3 con ký. Ồ, hàu loại 1. Khi mà đang cái phô mai rồi ăn tới hàu đó. Nãy anh nói bao nhiêu con nhỉ? 35.000. 35.000 con. Hàu nướng phô mai 3 con ký. Hàu này gọi là một con nó. Mà các bạn thấy không? Con mình thấy là rất là to luôn này. Này, nhìn cái tay của mình này. Các bạn thấy ăn phải ăn nướng bơ hành với lại phô mai. Hàu nhìn nó đầy đặn và béo đã. Con này nướng phô mai. Đây con này giờ anh xào hành gừng á. Nướng phô mai này đó. Đúng, chính xác. Ok, anh làm cho em đi. Rồi, ok. Anh này anh Minh hả? Anh Minh, ông ăn được anh á. À, anh ruột của anh đúng không? À. Em cũng gặp mấy lần rồi nhưng mà lâu rồi cũng không nhớ. Hồi trước là gặp Minh Anh. À. Minh em à. Đây là anh ruột của anh Chen các bạn nhé, anh Minh các bạn nhé. Đúng rồi. À, anh Minh là phụ trách chi nhánh ở đây đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là các bạn muốn đặt hàng hải sản thì có thể gọi anh Chen hoặc gọi cho anh Minh. À, anh làm giúp em nha anh Minh. Ok, ok, cứ làm món được chứ. Anh là anh thứ mấy của anh Chen nhỉ? Anh là thứ 11 á. Thứ 11. Chen là thứ 12 á. Ờ. Trời nhà ba mẹ đông lắm. Ngày xưa ông bà gọi là sản xuất ác. 14 người con. Trời ơi. Anh là thứ 11. Mình cũng nghe là nhà anh Chen đâu anh em lắm nhưng mà không nghĩ là 14 người đâu. Cũng gà về chi nhánh ở bên này á, mình khai trương được một tuần rồi. À. Nhưng mà bữa hôm qua giờ là trời mưa là khách nó gãn gãn bớt lại. À. Cho nên bữa nay á, anh em mình về. Anh em thì có duyên lại có duyên gặp nhau. À. Ở số 136 này. À. Thế là anh Minh là có ở gần chỗ nhà anh Chen không? Dạ, anh kế bên luôn. Kế bên đúng không? À, mấy anh em ở gần luôn đúng không? À. Gần nhau. Đây giờ vô đây xem mấy anh đầu bếp anh chế biến ha. Đây, anh Minh coi, anh Minh. À, anh phụ anh làm đi, anh Minh làm đi em quay. Lát nữa mình sẽ để số điện thoại của anh Minh nhá. Các bạn có thể gọi cho anh Chen hoặc anh Minh để order hải sản các bạn nhé. Này là hấp hành gừng đúng không? Cái này là con này là nướng phô mai. Nướng phô mai đúng không? À. Đúng hấp hành gừng là Alaska. Đúng rồi. Trời ơi đặc quá trời. Rồi. Nhìn đá quá. Ừ. Đồ tươi cái gì nó cũng ngon. Gạch 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 nhìn. Gạch quá là nhiều luôn các bạn. À. Nè mấy em ơi đem ra bếp nướng phô mai. Em này là hấp hành gừng này. Đúng rồi. Em này phải hơn ký hả? Con này hả? Con này là ký rưỡi. Ký rưỡi. Anh truyền nghề lắc chảo cho anh Minh chưa? À, anh biết lắc mà. À. Không cho anh làm. À, không cho làm đúng không? À, đứng quản lý thôi. Đứng quản lý thôi, không có lắc chảo. Làm gì? Vô múa vài phát đi.
Trời, cứng à, cái này là nó dai không phải cứng, nó dai. Bún mú này bao nhiêu ký anh? Cá này tầm 2 ký mấy à? 2 ký mấy à? Làm con bún mú. Đây hình ngày xưa của mình đây, quay bên chi nhánh 1 đấy bạn. Hai anh em thưởng thức hai con cua. Nói chung là về chi nhánh 2 thì cũng mới, cho nên là kiểu giống như là cũng chưa có rộng bằng chi nhánh 1 đâu cả nhà. Thường thì người ta khi nhắc đến hải sản 54 Tân Sơn Nhì á, thì sẽ nghĩ đến địa chỉ 54 Tân Sơn Nhì. Chứ đây là một cái địa chỉ mới, cho nên là đi qua nếu mà mình để ý á, thì mới thấy được cái địa chỉ này. Nó nằm ở 136 ở Nguyễn Sơn. Thì đây là chi nhánh 2 của cái hải sản 54 Tân Sơn Nhì nha cả nhà. À, còn về cái số lượng hải sản thì Nga nghĩ là chắc cũng sẽ chưa nhiều bằng bên chi nhánh 1, nhưng mà từ từ sẽ đầu tư nhiều hơn để cả nhà có những cái trải nghiệm tốt nhất về hải sản. Nhưng mà Nga nghĩ chất lượng món ăn thì chắc cũng sẽ tương đương nhau với cái chi nhánh 1. Còn chưa ăn cho nên cũng chưa biết là cái món hương vị ở đây nó như thế nào. Đấy. Với lại cái món làm nên thương hiệu ở đây là món gì vậy nhỉ? Tôm càng xanh đúng không? Tôm càng xanh tóc mỡ đúng không? À đúng không? Tóp mỡ chứ cái món mỡ thì ở đây là món nào em cho nhìn. À món nào cũng có tóp mỡ. Đấy cho nên là cả nhà cứ đến và trải nghiệm nhé. Còn tí nữa Nga ăn thì Nga sẽ chia sẻ những cái hương vị món ăn như thế nào. Thôi. Đây là bé Chiming. Chiming chào cô chú khán giả đi con. Chào chú khán giả. Con phải nhìn nè, con phải nhìn ba nè. Nhìn ba không để tắt nha. Con chào cô chú khán giả. Con chào chú khán giả. Con tên là Chiming. Năm nay con mấy tuổi nhỉ? 3 tuổi. Ê, mình nói sao, mình nói lại nào, mình nói nhỉ? Con 3 tuổi. Dạ, con 3 tuổi. Dạ, con 3 tuổi. Hôm nay mình đi đâu đây? Hôm nay mình đang đi hải sản. Đi đâu? Gia đình mình đi hải sản. À, gia đình mình đi hải sản à. Các bạn nhé. À, thơm quá. Ở Sài Gòn các bạn muốn ăn hải sản cao cấp nhưng mà giá gọi là giá bình dân thì đến hải sản 54 các bạn nhé, hải sản 54 Tân Sơn Nhì hoặc là 54 Nguyễn Sơn. Đó, tóp mỡ. Mình chờ lên hết món rồi quay một lần các bạn tham khảo luôn á. Xem mấy bạn đầu bếp lắc chảo. Con này được đĩa to ha, 1.5 ký. Rồi xong. Bê ra luôn, mình tự bê luôn. Hai món rồi. Đây nhà mình lên được hai món đúng không ạ? Đang còn mấy món nữa. Tôm hùm nướng phô mai. Mẹ bê lên đây. Mẹ bê lên cho khán giả xem.
đẹp quá. Em mới gọi làm cơm đó rồi. Làm cơm kim chiên. Làm cơm ngon lắm, nhiều cơm này đó. Rồi các bạn ơi, món nhà mình lên cũng là đầy đủ đó các bạn. Hôm nay là bác Chen đi chợ cho mình luôn, chứ mình không phải đi chợ nữa. Là một con tôm hùm hấp phô mai, à nướng phô mai. Cái này ốc này là ốc gì nãy anh Chen nói ốc gì là. Hôm nay là mình quên nữa. À ốc này anh bảo ăn ngon lắm. Đó. Cái này đây là món tôm hùm Alaska cháy hành gừng. Đó. Đây là món món này là món ốc hương cổ các bạn nha. Đó. Thôi bây giờ nhà mình thưởng thức đi em. Anh vô anh em mình ăn tối đi. Hôm nay anh đã bảo ốc này ốc gì nhỉ? Ốc này là ốc chờ neo của Nam Mỹ em. Ốc chờ neo. À thật sự ra là anh ốc chờ neo sao lại gọi là ốc chờ neo? À gọi cho nó xanh điệu quá mà. Mỹ miều mà. À. À, cái này là anh bán một con vậy là 50 nhưng 50 ngàn con. Thật sự ra anh cảm nhận nha, là anh thấy là chất lượng. À. Thôi. Bây giờ mình ăn cho nó nóng à. À. Thôi trước tiên là chúc mừng bác Ken khai trương Hồng Phát này. Khai trương Đại Thắng này. Anh cảm ơn hai em, anh chúc hai em là luôn sức khỏe, cảm vui vẻ, hạnh phúc, và các con sẽ lớn từng ngày một. Dạ. Nó sẽ là những người công dân có ích cho xã hội mình. Dạ. Việc của em thì lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nha. Dạ, cảm ơn anh Trên nhiều. Rồi. Rồi, mời quý khán giả nha. Hôm nay nói chung là mình cũng đi ăn gọi là khai trương trễ nhà anh Chen, nói chung là hơi thiếu sót một xíu, nhưng mà hôm bữa thì nói chung là cũng nói lý do rồi đấy, nên là anh Chen cũng thông cảm ha. Thôi anh hiểu mà, mỗi người có một cái công việc, nhưng mà đi đâu là anh em mình không có quên nhau là được. Không quên nhau. Thôi bây giờ cho mình ăn đi, cho nóng nha. Anh nói cho nóng đi. Em review cái con này đi, thật sự là anh em là người review đầu tiên con đó. Anh thử đi. Ốc này ốc trình neo chắc chắn là nó cũng sẽ rất là đặc biệt nha nhà. Đây bây giờ đó là cái miếng này là anh dành cho bác Kiên nè. Đây bác Kiên. Rồi để kéo cái đĩa. Em ăn nguyên chất đi rồi. Rồi ăn đó. Đúng rồi. Em cảm nhận. Có thấy sao? Ăn thì phải cảm nhận chứ. Em ăn đi. Rồi bây giờ Nga sẽ ăn nha, thưởng thức nha. Review đầu tiên ở Bọt Sài Gòn luôn. Có nghĩa là anh bán ốc rất là nhiều nha. Tuy có ốc dò dôi á, nó ngon, nó ngại nha, nhưng mà thịt nó không nhiều như con ốc này. Mà có ốc dò dôi giá trị của nó là tính là hơn chục lần con này. Hơn chục lần. Thịt rất là dai luôn. Nó thơm. Chắc có thể là do chế biến bỏ tiêu á, nhưng thịt nó ngọt, dai. Ai mà quá ăn ốc thì món này là bá cháy luôn. Nhưng con này phải chấm, đó, chấm nó đậm đà nha. Đây, cái nước chấm này anh cũng mới vừa cải thiện lại. Bây giờ em muốn thử cái nước chấm đỏ hay nước chấm xanh? Nước chấm nào được anh? Rồi, cho đỏ đi. Đỏ đi anh, à, đỏ. Em thử cái vị nha. Anh cái này anh mới cải thiện lại. Cải thiện lại, tại nước chấm hồi trước anh nhìn không xuất sắc. Mời các bạn nha. Rất ngon. Nó phải đậm đà, nó phải có vị cay. Nói chung bữa nay là mình đòi hỏi là phải khó. Khó cho khách của mình. Đây là nước mắm xanh. Nha.
Ngon chưa? Anh em. Mời các bạn này. Tại vì cái hải sản á, là cái nước chấm nó rất là quan trọng. Nó sẽ làm cho cái con hàng của mình nó tăng thêm cái vị. Nó giòn ngọt mà nó anh thấy là ngon đấy. Có nghĩa là anh thấy con ốc này thịt nó nhiều. Nó nhiều mà lại nó thơm nó ngon. Dạ khoan chờ em xíu ạ. Ngon ghê. Cơm ngon lắm đó. Để cơm nhà Chim Anh ăn đi. Chim Anh đến quán chen là thích cái món cơm chiên. Cơm chiên của bác á, là nó có cơm giòn nè, nó có bắp nè, nó có hải sản nè, nó có đầy đủ. Chiên là không được ướt, không được khô, phải vừa vừa. Còn giòn vị, vị là phải vừa ăn, không được mặn, không được ngọt. Ăn là phải giòn. Sao mẹ Nga review cơm của chú Chê, bác Chen coi. Cơm bác Chen. Sao mình nhờ review món phụ trước, cái món này phải review trước chứ. Không nói bác Kiên không có hiểu đâu, bác Kiên phải thử không có được, nói là chỉ hiểu thằng nào thôi, phải ăn mới hiểu đúng không, mình review mình phải ăn. Thì trang cơm phải cho em đang ở nhà nói kiểu nó còn giòn còn tan trong miệng. Thì em biết là mỗi một ngày là mình phải chỉnh chu lại, mỗi một ngày phải nghiêm túc lại với những cái sản phẩm ăn uống. Thì đồ ăn thức uống á, mình không có thể nào mình làm kiểu qua lo được. Mình đã xác định theo cái nghề này là cái nghề phục vụ, là mình phải từng bước một cải thiện. Chứ còn mà nó để hoàn hảo thì không dám nói. Thôi anh em mình ăn đi. Ok. Tập trung ăn đi. À để anh lấy ok. Cái này là giống như là một thành một thói quen nè. Dạ. Cứ em nào tới review là anh cũng là người khách hàng. Rồi bác em cắt được hả? Thơm quá. Dũng, Diễm với Mai bò là thích ăn cái phô mai lắm. À, cái phô mai anh em thấy nó vàng mà nó đặc nha. Nó sệt á. Đấy, lấy ra khoảng là một miếng luôn, wow. Đưa em ăn đi. Cái này có phải chờ mất mắt. Cái này có phải chờ mất mắt là ăn được tiếp. Cái này á, em ăn như vậy cho nó ngon cái đầu đi rồi em mới chấm nước mắm. Cầm nhận kia cứ bị béo rồi nhỉ. Ăn thử nha. Hôm nay này nó là đậm đà hương vị luôn. Rồi. Vô. Bây giờ ba đứa mình cùng nè. Vô. Wow. Cái phô mai này là ngon cực, thơm. Béo mà. Rất là thơm luôn bác ạ. Ghi tôi tâm hồn nó thấy ngon rồi. Cái thịt nó ngọt đó. Cái thịt rất là ngọt. Con này quá chất lượng luôn, ăn đến đâu là cảm nhận được cái chất lượng đến đó. Cái thịt trong tâm hồn mình là ai cũng cảm nhận hết, các bạn nhận nó vị là bây giờ mình làm đó, mình đi qua cái tomat cá, mình thử ra cái tomat cá thì nó ngon theo cái chữ của nó. Chứ còn mà nói về tomat cá thì nếu so sánh với tôm thịt mình, anh vẫn chọn tôm thịt của mình nhé. Rồi, cảm ơn bác. Ông bác nói sao cho em thấy con này nhìn là thấy chất lượng à? Không, nó ngon. Anh không nói là nó dở, nhưng mà nói là cái độ mà để mà anh cảm nhận.
nhận được á là quan tâm hơn, mình rất là mắng hơn. Yo. Cái con này cảm thấy là giống như là mình chế biến á, thì cái mùi vị gia vị nó nhiều hơn rồi. Cái này là ăn xào hành rừng á, cho nó dễ ăn á. Đây nè, Kim Anh. Đây rồi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn bác. Em cầm đưa. Cái này đó đi, bác cái này. Đúng là hải sản á, mà hải sản mình chỉ cần hấp lên là cũng ngon rồi. Quan trọng là cái nước gì, nước chấm, cái này tươi là nó đã đưa cái vị đặc trưng. Này làm em ốc hương cổ à. Em đến cho anh em kết mất cái món này, ốc hương cổ chỉ có ở đây mới có, nhiều chỗ có nhưng mà nói chung là không to bằng đây. Mời bạn nha. Ốc hương cổ à? Anh giới thiệu với em đây là một người bạn rất là thân anh, là anh Bình, là anh Bình trưởng của Bamboo. Bữa nay được ốp nên về thăm anh. Hình như em có gặp anh trên TikTok hay sao nhỉ? Không có hả? À, mấy tiệc lớn bên nhà anh là đều có bạn anh hết. Mời bạn dùng bữa chung với anh em tôi nha. Dạ. Anh Bình là một trong những là người khách hàng thường xuyên của anh, và cũng giúp đỡ anh trong công việc làm ăn đó. Dạ. Mình từ Đà Nẵng về. À, anh là Đà Nẵng về. Tiếp viên trưởng của Bamboo Airways. Dạ. Hiện tại anh là tiếp viên trưởng của Bamboo Airways. Bạn tôi đào hải sản nên bạn được thấy review cho tôi cái. Đây. Chấm thế này. Mập dữ. À. Quá ngon luôn. Thử miếng nha. Đây là em của mình, Kiên, Sài Gòn Chè Bồ, kênh, một kênh cũng khá nổi tiếng nha. Anh đi. Ghê mà nó tươi vậy. Cho hai lòng bia. Em lấy kèm. Cái này phải bóc tay nó mới ngon. Nhà anh trên là có bỏ rất là nhiều tôm mỡ, em thích bóc tay tôm mỡ này nhai giòn nữa. Giòn lắm. Nha ơi, em thử ốc hương cầu đi. Chiên tới là lúc nào nó hỏi anh ốc hương cầu. Rất là đặc biệt. Cái món này là phải làm sao mà lấy được nguyên cái mùi con nhà. Mời bạn. Bạn ấy từ Đà Nẵng á, mỗi một tháng với hai tháng là sẽ vô thăm anh một hai lần. May mắn là anh có gia đình, không có gia đình thì nghĩ hai anh á là chắc là đang yêu nhau. Hai anh là gọi đi với nhau là nói chung là cũng nghi ngờ lắm nha. Không phải mình em nói đâu. Giống kiểu tái công với lại gì đấy. Nhưng mà anh nói em là anh bốn thằng con trai thì chắc em biết giới tính anh rồi đúng không? Đúng rồi. Bạn Ken là gọi là không thể gọi là chưa nói câu sao. Nó hơi linh động tí. Nói nhiều cô. Rồi bây giờ gia đình mình xin phép là ăn nha, ăn tự nhiên nha. Sau khi chất lượng thì ở bên đây là nó độ tươi nó là giống nhau hết. Tại độ sống. Dạ. Nhưng mà để ra một phần những gì mà ăn cái kiểu gia đình như ở đây á, là gần như là không thể ăn được. Đúng rồi.
bạn thử ra miếng cơm này. Vô thử nó chấm cho thử hết cái này. Cái này đút cho người yêu anh hả? Không, là đưa cho bạn thử. Không, ngon lắm. Nói chung là cơ sở 1 là ăn nhập về bản rồi. Cơ sở 2 là ngày đầu tiên mới tới. Nó phải cho thử. Rồi. Để coi bạn nó có cải thiện được cái gì không. Ngày mai nó bị giá nữa. Rồi. Anh trên này có duyên mà, có duyên chăm sóc khách hàng. Anh nói là khách hàng là thượng đế, không? Nên lúc nào khách hàng là mình cũng phải coi, mình hãy đóng vai trò mình là cái người khách hàng, đừng đóng vai trò mình là người đi bán hàng, thì mình mới hiểu được là mình cần khách hàng cần cái gì. Người ta bỏ tiền triệu ra người ta đi ăn mà ăn không vui vẻ, ăn làm gì? Bản thân mình cũng vậy. Tất cả mọi thứ là chỉ có là cố gắng khắc phục từng ngày, chứ không có thể nào mà dùng là hoàn hảo, là không có từ dùng hoàn hảo. Yeah. Hải sản là có lỗi là bình thường, nhưng mà ở đây mình có lỗi là mình xin lỗi luôn. Đúng rồi, là mình vẫn giao lại một cái món hàng cho thành là đàng hoàng. Còn nó to nha, không hương mà nó bằng cái nắm tay, nắm tay luôn. Đây này, quá to, cũng ăn hương nha. Loại ống này ăn nó sẽ bị cứng, tại vì dân ăn nhiều có bị ăn nhậu thì nó ra nó ốc vừa thôi, nhưng mà cái đặc trưng của quán cái này là nó to nhưng mà nó mềm. Đúng rồi, to nhưng mà chất lượng mềm. Nó mềm tại thực ra là rất là sợ con ăn con này cứng, nói là phải nói rồi. Dạ. Nhưng mà cái chỗ cái hay này là ống nó to nhưng nó rất mềm nha. Mềm đó, rất mềm, mềm mềm ngọt lắm. Cảm ơn bạn, nói chung là welcome bạn đến với hải sản 54 của chúng ta. Đây là những người bạn mà lâu năm mà thân thiết. Đi đâu đi? Ê quỷ ơi, tao chuẩn bị về nha. 12 giờ đêm vác cái vali chưa về tới nhà là tới quán mình rồi. Quá quý. Một cái tình cảm anh em. Tôi mệt mà tôi thở không nổi, tôi phải ra tôi tiếp. Em biết mà làm quán mà anh em nhà ta thương, ta quý mình, đó là cái phúc. Chứ không phải là mình mượn cơ hội, mượn tôi say, tôi mệt, tôi không biết anh được. Tôi uống không nổi, tôi ngồi tôi chơi với bạn. Bạn ca mình ra đưa cho ai nữa. Nghĩa là vậy. Cái con ốc này là ốc nhà neo. Bây giờ đó là ai cũng không ăn rồi, tôi biết rồi. Nhờ bạn chưa ăn nha. Từ Nam Mỹ về mà giao giá có 50.000 thôi. Anh bán kiểu như Mỹ Tho vậy đó em. Em từ Nam Mỹ về nó phải lên 500.000 chứ. 500.000 là anh mua về anh ăn luôn. Bây giờ ôi đó vừa mới là mỹ. Rồi hai đứa em từ ở quận 9 qua. Em ở bên đó trường hợp á, ngay chỗ đường Google City á. Ngày xưa là kia nhà mình á. Làm media em ạ. Ngày xưa mở media. Không bị dịch thì anh em mình vẫn còn ở đây chứ. Mình chẳng biết được. Số phận đưa đẩy em. Nhưng mà em ở bên đó lâu lâu bác còn đánh quả lẻ đi chơi được chứ. Thế rồi bảo qua thăm em Kiên đúng không? Đi, đúng rồi. Cho đi liền. Không, không, anh có giấy chứng minh và căn cước gắn chip luôn rồi. À. Là trong nước Việt Nam anh đi không cần sinh ai hết á. À. Nhớ nha, mai đi chúng em chơi nha. Okay. Hôm nào nha. Hôm nào anh đi. À. Nếu mà đi không nhậu thì anh chạy xe, còn nếu nhậu thì anh kêu tài xế. Tài xế của cháu anh. Dạ. Đi là phải nhậu tí chứ. Chiêu chiêu thì anh kêu tài xế. Đợi mình xíu. Đây mình ăn nguyên cái đầu các bạn này. Béo lắm, phô mai này béo lắm. Phô mai béo kìa. Mai có tô
người nó dám bưng vô bàn người ta luôn. Tại vì cái món đầu tiên luôn á, là cuối cùng lên cuối cùng. Phô mai là thơm béo. Ở đây nó phô mai nó hơi có vị béo béo mà nó ăn nó kiểu cuốn lắm nha. Không bị ngán. Phô mai không bị ngán đâu. Ăn nó thơm. Đầu với thịt nhiều. Dạ. Cái đầu vậy thôi mà thịt nhiều lắm, gạch nhiều á. Ở này ăn cái chân cũng ngon. Dạ. Cái tôm hầm bông Việt Nam mình là quảng cảnh sức tây nhiều lắm. Cái này mới nhiều nhiều thịt đẹp. Hồng Kông này là cá mú hấp Hồng Kông. Đúng rồi. Cái món này hình như là anh đưa vào thực đơn cũng lâu rồi đúng không? Cá một trong những món này là bán chạy nhất. Bán chạy nhất của bên mình. Nếu mà nói về cá là cá mú, cá chim, cá tầm, cá bớp là nó sẽ bán chạy hơn những cái loại cá khác. Dạ. Tại vì những con này là nó thuần tí mà ăn ai cũng tính, nó đã nằm trong nhà hàng từ lâu nay rồi, cá tài tưởng rồi đó. Cá sò. Cá sò lơ. Đúng rồi. Hai mẹ con ăn nhiều quá nha. Đây là bé đầu nhà em á. Còn là bé thứ hai bà ngoại đang giữ. Em là tên gì? Tuệ Minh. Tuệ Minh. Em gái là tên Tuệ Minh, anh là Chí Minh. Nhà em là nếu mà ra lên tới nữa là Minh hết. Nhà anh là từ nhỏ tới là Tuệ Minh hết. Ủa nhà anh cũng Minh hết hả? Đúng rồi. Anh là Minh Chen. À, Minh Chen. À, Minh Phan. Minh Chen, Minh Phan. Ồ, trùng hợp đấy. Minh Nhất, Minh Tuấn. Ồ. Minh hết. Còn anh đó là Minh Huy. À. Minh Nhật. Ồ. Minh Đức, Minh Kỳ. Ồ. Tên. Thế là nhà em là Chí Minh, Tuệ Minh này, sau ra nữa là Nhật Minh này. À. À. Thế mà cứ ra nữa là Minh tiếp. Thế anh em mình gọi là sao mà gọi là trùng hợp đấy nhỉ? Món này là được chưa? Đang sắp sôi này được không? Món này sao được. Anh dùng đi anh, nãy giờ thấy anh dùng ít quá. Có mà, nhưng mà từ từ để mình giúp. Bạn ấy được là dưỡng body mà. Còn anh dưỡng, mình dưỡng cái bụng. Không, em thấy anh nhậu nhiều mà đâu có lên bụng đâu. Bụng vẫn đẹp. Anh thì anh nhậu rất là nhiều. Nay có còn đá bóng không? Từ cách Tết là 2 tháng tới giờ là chưa ra sân luôn. À, tại vì sân ở đây bận quá hả? Sân anh đây giờ 2 sân thì bận quá rồi. Công việc nó không có thời gian, bây giờ đi đá bóng là cái giờ từ 6 rưỡi đá. À. Đá 9 giờ thì coi như hết giờ, hết ngày. À. Bản thân của mình nhìn coi cũng được luôn á. Nói chung giờ hai quán là bận đúng không? Giờ chỉ có làm một là đá sau có giờ bán, hai là đá buổi sáng. Nhưng mà đá sau giờ bán bà... không phải là vấn đề đó, mà vấn đề là đi không có nổi. À, đi không nổi nữa. Gặp mấy bạn đẻ đá cho mấy lon mấy dài rồi là... Đây. Người đẹp. Con này tầm hơn ký là ký dưới à? Con cá mú anh ở đây là cái CD nó đẹp nhất là từ 1.3 tới 1.8. 1.3 tới 1.8. To quá thì nó lên dương cái chảo. Mà nhỏ quá thì cái chảo nó cũng vừa. À. Thế còn cỡ này là bộ đồ lòng của nó là số 1 luôn. Lòng là... Game béo lắm. Tươi nữa là số 1. Ba anh em mình lao đẹp trai đó nhỉ? Tính rồi đấy. Mời mọi người nhớ. Để lấy cái đầu. Cái gì nó dễ đấy. À. Xôi đó. Để cho anh em chăm sóc khách hàng. Đây mà bác mình. Đây, nhét con Nga đâu? Đây đây đó. Ở đây à. Con Nga. Rồi, cảm ơn bác. Thử cái món mới này. Anh chụp hình nó lại nhìn hấp dẫn quá. Món này là chấm với lại nước tương này. Đúng rồi, nó chấm nước tương nha. Về, mọi người hỏi anh á.
Mọi người hỏi anh nói sao mà bán cái này mà không mở nhà hàng bán? Đúng rồi. Thì anh bảo nếu mở nhà hàng bán thì người ta bán từ xưa giờ rồi. À. Mình bán món cao cấp nhưng mà mình bán bình dân. Còn bây giờ những món này vô trong nhà hàng thì nó đã là cao cấp từ xưa giờ rồi. Đúng rồi. Nếu mà vô nhà hàng thường thường là em vô đây em cảm nhận như là những món cao cấp mà ngồi trên không gian này nhiều khi là mình là ăn nó thoải mái hơn. Thoải mái, nó bình dân á, là người ta thoải mái, người ta không có suy nghĩ gì hết. À. Cái này giá thật ra cũng bình dân. Dạ, giá đây hợp lý, giá bình dân. Chất lượng tốt, giá bình dân là ok này. Dạ. Nếu mình đi với gia đình thì đâu có cần phải là mình vào nhà hàng mà. Dạ. Mà nhiều khi mình vô nhà hàng mình cũng ngại bảo vô đây chắc là giá cao này. Mà không cao không được em. Ờ, à, mặt bằng này kia đủ các kiểu. View của người ta, cái view 3 sao, 5 sao, 2 sao nó khác. Wow. Còn nhiều lắm nha cô Nga ơi. Mời quý bạn nha, ăn với mẹ anh em nha. Hai mẹ con ăn đi. Đây nè, cái này là bếp su lơ của con cá này. Cái ngon nhất con cá. Béo. Em cắt ra. Cắt ra mỗi người miếng rồi. Đó. Mình gắp danh bình nhá. Em ơi, này là ngon nhất con cá đó nha. Rồi. Cái gan của nó ngon. Béo. Cái này da nó rất béo. Đây ăn xong còn có đĩa trái cây trắng miệng nữa, bác Ken chu đáo à. Rồi, quý vị bạn ơi, nói chung là video hôm nay thì hai mấy anh em cũng xin được kết thúc ở đây nhé. Món nào ngon đấy, nãy giờ là ăn no rồi. Ăn mỗi thứ miếng mà no quá rồi. Cái này là mình đến là mình làm giống anh làm cho khách ăn xem, anh làm em vậy đó. Nói chung anh là gọi là nhiều lần rồi khỏi phải cứ mỗi lần nào đến là gọi là ăn no nghỉ thôi. Rồi anh em cũng xin chào quý khán giả, hẹn gặp lại ở trong những video sau. Mọi người nhớ đến ủng hộ hải sản của công ty Kim Nhánh 2 nha, 136 Nguyễn Sơn. Ở đây là địa chỉ là 136 Nguyễn Sơn. Đúng rồi. À, bên này là phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Ừ. Cái số phone của anh là 0906855768 là để mình đặt hàng á. Và một cái số của anh nữa là 0901776602 là anh Minh. Minh. Ví dụ gọi cho anh không được thì tôi gọi cho anh Minh. Ở đây đọc boss Huy đẹp trai là sẽ có chủ quán. Dạ. Em cảm ơn em Kiên, cảm ơn em nha. Cảm ơn anh Chen giúp anh khai trương phòng phát. Rồi, anh cảm ơn em. Rồi. Nói chung hôm nay thì gặp anh cũng là một cái duyên. Đấy. Hy vọng hôm nào đi máy bay là gặp anh nữa. Nhưng mà anh ngồi bên trong là khó gặp lắm. Không, gặp quát anh. Gặp quát hả? Gặp quát anh. Anh ơi, em là em của anh Trang. Cho em lên máy bay với. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.